Hello guys. Cô ấy Phương xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đến với chương trình livestream buổi tối ngày hôm nay cùng với cô Phương ạ. Hôm nay thì cô Phương livestream ở trên page ngày uh, hôm nay là ngày 29 tháng 7, tháng yeah. bảy, Và hôm nay cô livestream ở trên page để khởi động cho chương trình uh, gọi là ôn luyện toàn diện để chúng ta hướng tới bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm sau, năm 2025 của chúng ta, ạ? Yeah. Rồi, bây giờ các con thấy rằng là đề thi trung học phổ thông năm 2025 của chúng ta thì có những cái điểm mới đúng không ạ? Có nhiều điểm mới. Đấy, và để mà làm tốt được cái bài thi này ấy thì chúng ta phải có một cái chiến lược học tập rất là bài bản, rất là cẩn thận ngay từ đầu Đề thi của chúng ta khó hơn một chút. Không khó hơn quá nhiều đâu nhá. Khó hơn một chút ạ. Nó thực tế hơn và nó thực ra là hay hơn, nhỉ? hay hơn thực tế hơn. Đấy, và nếu như mà mình học gọi là mình học một cách cẩn thận ấy ạ Thì cái khả năng được 10 sẽ cao hơn so với lại là những năm trước Với những cái năm trước về đề thi của chúng ta đôi khi là có những cái câu hỏi Có thể nói là nó hơi đánh đố một tí với những câu hỏi về y chẳng hạn Nó đòi hỏi là nhiều khi là ôn rất là nhiều, ôn đến uh, 500-700 cấu trúc y chúng ta mới có thể trúng được một câu hỏi trong đề thi nhưng mà không đề thi kiểu mới này của chúng ta với format mới này chúng ta chỉ cần là học đúng bản chất và chúng ta uh, tập dịch thật nhiều, học nhiều từ vựng, nghe ạ? Là chúng ta sẽ được 10, cái điểm 10 nó sẽ nằm trong tay cô trò mình một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Dễ dàng hơn rất là nhiều nhá. Và nói như vậy thì không có nghĩa rằng là nó dễ nó khó hơn bởi vì nó có nhiều đọc điền, nhiều đọc hiểu hơn Và cũng chính vì thế cho hôm nay sẽ là một cái buổi đầu tiên mà cô sẽ livestream và cô chữa chúng ta một cái đề phát triển đề minh họa năm 2025 Và cũng là một cái đề gọi là để chúng ta chuẩn bị cho bài thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Đề này của cô thì bám sát với đề minh họa của bộ nhưng mà cũng có thể là trong những cái tháng tới đây uh, khi mà vào chính xác là khoảng tháng 12 gì đó mà bộ ra cái đề minh họa mới cho cái chương trình thi trung học phổ thông mới của chúng ta ấy ạ thì cô sẽ điều chỉnh một lần nữa Đấy, đặc biệt là trong khóa phép 90 của cô vào năm sau còn bây giờ thì những bạn nào mà chúng ta muốn tham khảo khóa học của cô nhé thì chúng ta sẽ học cho cô cái chương trình Pro 3M và Pro M Plus 2025 này đây là cái combo mà chúng ta sẽ được ôn toàn diện và ôn trọng tâm, ôn đúng, ôn chúng để làm sao mà mình thi là mình sẽ được điểm số cao. được chưa? rồi hình thức học là bây giờ mình sẽ học uh, từ giờ cho đến lúc mình thi luôn và vì thế cho nên là các con chỉ cần mua học phí một lần thôi, được chưa? là chúng ta sẽ được học cho đến tận khi mình thi luôn nhé. đấy và đặc biệt là những bạn mà mua combo Pro m Pro 3M Plus thì chúng ta sẽ được cô Phương tặng cái bộ sách này cực kỳ là hot luôn. được chưa? Và học phí khi mà các con mua vào thời điểm này Đây là học phí thấp nhất trong năm học Không bao giờ có một cái chương trình giảm giá nào Mà học phí sẽ thấp hơn so với học phí lúc này ạ Cho nên là các con mua sớm là mình được học phí thấp nhất Mình mua trễ hơn học phí sẽ cao hơn Chắc chắn là như thế ạ Cho nên là mua càng sớm là mình sẽ được học phí thấp Và mình sẽ được học sớm luôn Được chưa Và học phí thấp nhất nhá Rồi bây giờ thì cô sẽ chữa chúng ta cái đề này Đúng vậy? Đúng vậy? Sẵn sàng chưa ạ? Ok. Hôm nay thì đây là để chuẩn bị cho các con với cái đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 cho nên là hôm nay cô sẽ chữa full cái đề này. Và khi mà cô chữa full cái đề này thì các con có thể thấy là nó sẽ khá là dài đấy nhá. Nên là mình phải tập trung cao độ và chúng ta nghe kỹ cô giảng. Rồi, nếu như các con đã sẵn sàng bây giờ cô sẽ bắt đầu chữa bài nhá. Ở câu số 1 chúng ta sẽ cùng đến với phần phát âm. Chúng ta có hai câu hỏi phát âm, hai câu hỏi trọng âm thì nó vẫn như cũ nhá. Câu số 1 mình có đáp án A, mình sẽ đọc cái này là coast, nó là âm âu. Đáp án B, board. Nó là O, board. Đáp án C, mình có boat, cũng là O. Đáp án D, mình có road, cũng là O. Như vậy câu này mình khoanh đáp án B ạ. À. Câu số 2, mình có nature, nó là ch ch ch. Artist, thì nó là t. Winter, nó là t. Và photo, nó cũng là t. Như vậy câu này mình khoanh đáp án A giúp cô ạ. Nature. Rồi tiếp tục giúp cô sang câu số 3. Kiến thức về phần trọng âm chúng ta có đáp án A, different. Đây là tính từ 3 âm tiết. Và đây mình có cái âm tiết thứ hai và âm tiết thứ ba của chúng ta nó là different. Nó là hai cái âm ơ như thế này. Đấy, cho nên là trọng âm sẽ phải nhấn vào âm tiết một. tiếp theo creative thì mình có này. Cree là âm y. Tiếp theo mình có âm a và tiếp theo mình có âm y creative. Thì hai cái âm y này âm tiết nhẹ. Mình nhấn cho cô vào cái âm a này là âm tiết thứ hai. Tiếp theo cô có possible possible cái âm cuối đó là sơ bồ như này là không bao giờ nhấn trọng âm tức là cái đuôi y bồ này là đuôi không bao giờ nhấn trọng âm cho em nhấn cho cô bấm tiết một possible đấy possible tiếp theo chúng ta có national Thì âm này nó là âm ne này và nó đứng trước cái âm sườn này là nó luôn luôn nhấn trọng âm vào cái âm trước âm sườn này thì nó là âm tiết một nên câu này mình khoanh đáp án b Câu số 4, suggest. Âm tiết đầu là âm ơ, cho âm nhấn cho cô và âm tiết hai Nhớ cho cô là cái âm ơ này là âm sua, không bao giờ nhấn trọng âm này. Thế tiếp theo mình có become. Become thì âm đầu là y, trọng âm nhấn cho cô và âm tiết thứ hai là âm á, âm tiết thứ hai Đây là những cái động từ hoài âm tiết, cho âm thường nhấn âm tiết thứ hai Prepare, âm đầu là âm y, cho âm sẽ nhấn cho cô và âm tiết thứ hai đó là âm air. Rồi, còn đáp án đi thì chúng ta lại có là answer thì âm này nó là âm a còn âm này nó là âm ơ âm ơ này là tiết nhẹ không nhấn trọng âm cho âm nhấn cho cô bấm tiết một như vậy câu này mình khoanh đáp án b answer rồi những bạn nào mà chưa thạo phần ngữ âm và phần trọng âm thì mua cho cô gói pro 3M. ở trong khóa pro này cô sẽ hướng dẫn chúng ta cái phần ngữ âm và phần trọng âm này rất là kỹ luôn rồi sang câu số 5 những cái câu hỏi từ câu số 5 cho đến câu số 9 này đó là những câu hỏi ngữ pháp và nó rất là dễ nên mình có câu số 5 này mình có liên từ while ở là trong khi They were taking selfies while the tour guide gì đấy the itinerary. Có này có là họ đang làm gì đấy, cái này là quá khứ tiếp diễn rồi, tức là họ đang làm cái gì đấy. Trong khi, cái này đó là trong khi chứ không phải là khi nhá, trong khi. Thì trong khi ở đây mình sẽ hiểu rằng là gì? Trong khi có nghĩa là người này đang làm cái này trong khi người kia đang làm cái kia. Thì vậy, vậy hai cái hành động mình đều chỉ ở quá khứ tiếp diễn giúp cô đó là hai hành động xảy ra song song. They were taking selfies while the tour guide was explaining the itinerary tức là hai hành động xảy ra song song ở trong quá khứ mình dùng quá khứ tiếp diễn được chưa Đấy. rồi sang câu số sáu ạ cho nên mình có là câu hỏi đuôi câu này hình dịch ra là gì ạ họ đang chụp ảnh tự sướng trong khi cái người hướng dẫn viên du lịch là đang giải thích cái lịch trình Đấy, đây là một cái điển hình của những người là không biết lắng nghe đúng không ạ sau này là tự hại vào thân bởi vì người ta giải thích lịch trình mà mình không nghe là tí nữa là mình lạc đường thôi đúng chưa rồi câu số sáu thì câu hỏi đuôi Your school thì cái đuôi nó phải là it là để đâu ra là cái từ you được đúng không ạ? Cái này không đúng rồi này Cái này đó là khẳng định, cái này phủ định Phủ định của is thì sang đây mình dùng isn't cho cô Đúng chưa? Cho nên là câu này sẽ là isn't it. Your school is near a farm, isn't it? Trường của bạn ở gần một cái nông trại có phải không? Nói à, sang câu số 7 Câu này là câu điều kiện mà mình có cái này quá khứ rồi Thế câu điều kiện loại 2 ạ. cái này quá khứ bên này mình dùng bút cộng verb giúp cô ạ cộng verb nha. tức là nếu như anh ấy mà có anh chị em thì anh ấy làm sao? Wouldn't feel lonely. nếu mà có anh chị em thì anh ta không cảm thấy cô đơn. đấy, cho nên là khi mà mình có anh chị em ấy thì bình thường hay là gọi là cho là đương nhiên. bình <laughs> thường hay gọi là 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 gọi như này, gọi là <laughs> Take it for granted, tức là cho cái gì đấy là đương nhiên nghĩa là mình có thì mình cho nó là đương nhiên nhưng mà với những người mà không có thì họ sẽ thấy rằng là ô thật là tuyệt vời nhà kia thì có anh có em còn mình cứ lủi thủi một mình đấy thế đó. nhá tức là qua cái câu này thì bây giờ về trân trọng anh chị em của mình đi nhá bởi vì có những người là không có anh chị em mà họ rất là buồn khổ rất là cô đơn đấy thế nên là đừng có là take it for granted À, đừng cho là đương nhiên cái chuyện là mình có anh chị em thì mình có rất nhiều phước lành mà mình mới có những anh chị em đấy yeah. ạ. Yeah. rồi sang câu số tám. Teenagers should learn how to stress and anxiety before exam Các bạn thử xin nên học cách là làm thế nào đấy là để gì đấy những cái căng thẳng lo âu trước kỳ thi. Thôi mình có lẽ là ngủ dậy sớm, ai à, quen ngủ dậy, riêng rất là đối phó đúng không? Học cách đối phó với các thằng đó đúng, đúng không Take off là cởi giày ra, cởi quần áo ra, cất cánh. Uh, à, put on là mặc vào. Thì cô này dùng deal with, đúng không? Deal with có nghĩa là đối phó với nhá. Rồi à, sang câu số 9 chuyển nhà tới Hà Nội là cái quyết định gì đấy nhất mà tôi đã từng thực hiện trong cuộc đời của tôi. Thì đây là cái nhất rồi, tôi sánh hơn nhất chứ cô ạ. Tôi sánh hơn nhất. Cái này là tôi sánh hơn ạ. Vì cô đã làm C này, the worst nó sánh hơn nhất trong cấu trúc so sáng thôi nhất là nó phải có vơ là gì vậy, các bạn chú ý cho ạ moving to Hanoi is the worst decision I've ever made in my life chuyển đến Hà Nội là quyết định tồi tệ nhất mà tôi đã từng thực hiện quyết định tồi tệ nhất luôn à quyết định tồi tệ nhất mà tôi đã từng thực hiện trong cuộc đời luôn à khủng khiếp quá nhỉ <laughs> ok Và các bạn đã các bạn nghe rõ chưa Yeah. Rồi quyết định tồi tệ nhất mà tôi đã từng thực hiện trong cuộc đời của tôi nha. Rồi bây giờ sang bài tiếp theo. Bây giờ mình có hai bài điền từ vừa đoạn văn. Đấy. cái dạng bài này thì cô cũng dạy ở trong khóa Pro M nha các bạn. Probamer. chưa? Những cái bài ngữ pháp từ vựng đơn giản này là cô sẽ dạy trong khóa Pro M và các bạn thấy là một cái điểm thú vị không? Mình không có ý điểm, mình chỉ có phrase verb với lại là những kiến thức um, ngữ pháp rất là đơn giản bây giờ sang cái bài đọc điển bắt đầu từ đây trở đi thì cực kỳ nhiều đọc điển đọc hiểu có nghĩa là dịch hết hồn luôn đấy nhá cho nên là bây giờ đối với những bạn mà luyện thi môn tiếng anh này là chắc chắn chúng ta phải tập một cái gọi là tập dịch nhá tập dịch nhá mình phải tập dịch được này học từ vựng và cái dịch ở đây nó không phải là chỉ là dịch không mà mình dịch luôn mình phải dịch đúng và dịch nhanh Chứ dịch chậm cũng không được nhá Đấy, cho nên là mình phải nhảy số rất là nhanh về cái phần tập dịch như thế này Và ở trong khóa của cô Phư thì cả khóa Programmer lẫn Programmer Plus Thì cô đều có chương trình tập dịch song ngữ cho các bạn Và chương trình tập dịch, tập dịch song ngữ bây giờ là nó có cải tiến Khác với lại là những năm trước nhá yeah. Có những cái cải tiến Đó là bây giờ mình sẽ được đưa cái phần dịch của mình vào Xong rồi đấy là mình sẽ so sánh đối chiếu và mình sẽ được chấm điểm Xem là phần dịch đấy mình dỡ dịch tốt hay chưa rồi bây giờ cô sẽ chuyển sang bài đọc điền Traditional Korean Music Festival Festival âm nhạc hàn quốc truyền thống Discover the charm of traditional Korean music at our festival hãy khám phá ra cái sự quyến rũ của nhạc hàn quốc truyền thống ở cái festival của chúng tôi Immerse yourself in vibrant performances in stunning gì đây là đắm mình vào đây là có một cái cấu trúc có thể nói là rất là thông dụng cấu trúc đắm mình vào này những cái phần trình diễn sôi động phần trình diễn sôi động nhá trong những cái gì đấy rất là rất là stunning tức là trong một cái gì đấy nó rất là nó rất là đẹp phần trình diễn sôi động trong những cái thành phần thành phần đẹp thì không đúng này nguyên liệu thành phần cái này là ví dụ như là những cái gói xúc mì tôm người ta hay có cái từ thành phần nữa không <laughs> costumes là trang phục mystery là điều bí ẩn còn barrier là cái barrier chắn tàu ấy những cái rào cản đúng không thì câu này mình phải dùng cho cô từ costume đúng không đấy, biểu diễn rất là sôi động trong những cái trang phục rất là bắt mắt này take home memorable souvenirs mang về nhà này đó là những cái quà lưu niệm rất là đáng đáng dạng đáng nhớ khi mà gì đấy trong các hoạt động bây giờ mình có cái giới từ in cái gì đi với in participate đi với in nhưng mà câu này là câu giả mệnh đề bởi vì là sau quên ấy là bình thường là mình phải cộng với chủ ngữ cộng với động từ nhưng ở đây nó lại không có chủ ngữ vậy thì cái chủ ngữ này đâu yeah. hãy mang về nhà tức là ai mang về nhà bạn đúng không người ta đang nói đến bạn này bạn hòa mình vào bạn mang về nhà đúng không và khi mà bạn tham gia thì thay vì mình nói là when you khi mà bạn này tham gia participate in khi bạn tham gia vào như này đúng không thì cái mệnh đề này chúng ta có thể giảm đi là mình dùng coping when participating mình không thể dùng phân từ hai để giảm được mình không dùng to verb và mình không dùng verb nguyên mẫu được nhé thay cho cái mệnh đề này thì mình sẽ thành là participating được chưa tiếp tục nha unique traditional dishes đó là những cái món ăn truyền thống độc đáo đấy. gì đấy miễn phí cho tất cả những người tham gia đấy câu này thiếu động từ của câu này nhá thế bây giờ sẽ là gì sẽ phục vụ vừa mới được phục vụ được phục vụ hay là phục vụ như thế này Thế giờ mình sẽ nói rằng là những cái món ăn này là được phục vụ Nó phải là được đúng không? Nó phải là được phục vụ đúng chưa? Đúng chưa? Thì nó là cấu trúc của bị động Con này không phải bị động Không phải bị động, có cái đáp án này là bị động thôi này Thì mình dùng cho cô là A Tức là những cái món ăn truyền thống sẽ được phục vụ miễn phí Rồi bài thứ hai nhá Thông báo Announcement yeah. Chuyến đến thăm đến bệnh viện ung thư quốc gia rồi, câu lạc bộ tình nguyện của trường thì muốn thông báo như sau này. Students must arrive by 8 on July the 12th. Slips are required for all. Rồi, câu này mình sẽ có đây. Câu này sẽ có đây này. Tức là cái tờ, mà cái tờ phiếu. Đấy chưa? Cái tờ phiếu mà giấy phép để đăng ký để mà để mà bố mẹ cho phép tham gia những hoạt động của trường ấy. Thì ra có một cái cụm danh từ ghép. Một cái cụm danh từ ghép. Đó là permission slip. Permission slip như thế này. Đó là cái giấy xin phép, cái giấy cho phép. Cái giấy để cho phép, bố mẹ cho phép ấy. Là bố mẹ phải ký vào. Được chưa? Xong sau đấy là là gửi lại cho trường. Cho nên ở đây mình sẽ có là học sinh phải đến trước 8 giờ này. Và cái phiếu này là được yêu cầu cho tất cả mọi người. Đấy, cho nên con này dùng danh từ ghép này. Chứ không phải là mình dùng tính từ vào đây Tức là cái phiếu mà nó có tính chất xin phép Thì không phải, mà đây là cái phiếu của sự cho phép Là permission, permission slips Rồi, tìm kiếm những kiến thức Về Cái hành trình ung thư gì đấy Sớm hoặc là trước Cái cấu trúc mà sớm trước này này đấy Cái cấu trúc sớm trước này thì mình có một cấu trúc cố định Đó là in advance đấy In advance, nghĩa là sớm trước và nó sẽ bằng với lại là beforehand sớm trước, được chưa volunteer to share your time and kindness, to support and comfort patients những người tình nguyện viên này hãy tình nguyện viên nữa, hãy gọi là làm tình nguyện đấy để chia sẻ thời gian và cái sự tử tế của bạn để hỗ trợ và xoa dịu những người bệnh nhân gì những người bệnh nhân gì ạ à? thì bây giờ patients là danh từ số nhiều rồi nhá thì ẩn thôi nhá Đấy chưa? Và bây giờ mình có là không có gì Hoặc là the Thế là mình thấy rằng là trường hợp này nó là gì? An ủi những cái người bệnh nhân nói chung về những người bệnh nhân nói chung chung Đấy là an ủi các bệnh nhân Đấy Chứ mình không nói cụ thể là những người bệnh nhân ABC nào đấy yeah, Cho nên mình sẽ không điền gì giúp cô nhé Support and comfort patients Các bệnh nhân Yeah. Rồi tiếp tục giúp cô sang hai bài tiếp theo À quên hai câu tiếp theo Hai câu tiếp theo thì nó sẽ là những câu gọi là sắp xếp đoạn văn yeah. Mình có thể là sẽ gặp một cái bài sắp xếp Một cái lá thư như thế này Các con để ý là ở đây mình có A, B, C, D, E, F Là có 6 cái câu này Và mình cần sắp xếp lại thành một cái lá thư Bởi vì cô nhìn thấy Dear Philips là ngay lập tức là cô chắc chắn là C Là nó nhìn hàng đầu ạ. Và bốn đáp án này mình đều có C đứng ở đầu Và có D đứng ở cuối như mình thấy là cái đi này của chúng ta là chúng ta hãy gặp nhau sớm để thảo luận nhiều hơn về cuộc sống này và nó có cái best wishes này nó nằm ở cuối là cái chắc chắn rồi. C ở đầu và đi ở cuối. Thế còn ở giữa thì mình có gì? Bây giờ mình có first là đầu tiên là, sau đấy mình có là thêm vào đấy nữa là, Xong mình lại có là ví dụ như là và cuối cùng là cái cuối cùng này chắc chắn là phải đứng trước cái này rồi, đúng không? Cái F là phải đứng trước cái đi rồi, đúng không ạ? Rồi bây giờ cái B này chắc chắn là đi sau cái cái C rồi. Đúng không? Bởi vì là nó phải là thứ nhất là Đúng không? Chứ không thể nào mà tự nhiên lại ví dụ Tự nhiên lại thêm vào đấy mà phải là thứ nhất là Mà nếu mà thế thì chỉ có đáp án B là đúng thôi này C, B, A, E, F, D Mình dịch lại nhá Philip thân mến, tớ hy vọng là thư này Tới là khi cậu khỏe này Sống ở thành phố lớn thì nó đi cùng với những cái thách thức đấy. Thứ nhất là cái tiếng ồn liên tục và sự ô nhiễm có thể là đôi khi là rất là choáng ngợp thêm vào đấy nữa là ách tắc giao thông khiến cho việc đi lại là một cái khó khăn ví dụ như là ở hà nội nơi tờ sống thì trong suốt giờ cao điểm ấy đường phố là chật ních những cái ô tô xe buýt rồi taxi gây ra những cái sự chậm chế kéo dài và sự bực mình cho những người đi đường và cuối cùng thì bất chấp những cái tiện lợi của những cơ sở hạ tầng thì cái lối sống rất là nhịp độ rất là nhanh có thể dẫn tới căng thẳng và kiệt sức Chúng ta hãy gặp nhau sớm và thảo luận nhiều hơn về cuộc sống thành phố nhé. Thân mến. Dạ. Yeah. Một lá thư nghe rất là kiểu cách và mình có thể thấy rằng là nghe nó rất là 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 rất là pháo rỗng đúng không ạ? <laughs> Bình thường trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta có viết thư cho bạn về cái vấn đề như thế này không? <laughs> không đúng không? Nhưng mà cái thời ngày xưa là người ta vẫn viết đấy, người ta vẫn viết thư như thế này đấy. Yeah. Rồi bây giờ sang cái bài thứ hai thì bây giờ lại cũng có A B C D E F rất là có 6 đáp án. Và bây giờ mình có này, moreover là hơn nữa. Overall có nghĩa là nhìn chung lại là, cái này là cái kết luận này. Firstly là thứ nhất là, lastly là cái cuối cùng là, additionally là thêm vào đấy nữa là. Còn cái F này là, encouraging children to do housework has several benefits. Đó là khuyến khích trẻ em làm việc nhà thì có một vài lợi ích. Thì câu này là câu topic, là cái chắc chắn luôn, câu topic. Như vậy cái F đó là câu topic nhá Mình loại hai đa án này đi giúp câu luôn ạ. À. Chắc chắn F là câu topic nhá. Và cô cũng khẳng định luôn với các bạn là cái overall này ấy, nó là, là sẽ là đáp án cái cái ở cuối cùng. Đấy nhá. Bởi vì là nó là cái câu gọi là kết luận tổng kết lại. Đấy Và cái firstly nó phải đi trước này. Thứ nhất là ép xong đến C. Chứ không ai ép xong lại đến A cả nhá. Cho về sai luôn này. ép xong đến A là không đúng nhỉ? Bởi vì vừa mới gặp một câu topic xong tự nhiên đã hơn nữa là không đúng nó phải là cái hơn nữa là nó phải đứng sau một cái đáp a à, một cái một cái ý nào đấy ví dụ như là người ta nói rằng là thứ nhất là thứ nhất là đúng không cái việc mà làm việc nhà thì dạy trẻ em là cái trách nhiệm khi mà chúng học cách là hoàn thành các cái nhiệm vụ và đóng góp vào việc nhà hơn nữa là lúc đó mình chỉ sang cái a này đúng không hơn nữa là nó lại giúp tăng cường cái tính độc lập bởi vì là chúng thu được những kỹ năng mà cần thiết cho cái việc sống hàng ngày rồi sau đây đến e thêm vào đấy nữa là cái việc mà làm việc nhà có thể tạo xây dựng lên một cái cảm giác là teamwork và cái sự gì đấy và hợp tác trong gia đình cuối cùng là nó giúp trẻ em phát triển những kỹ năng quản lý thời gian chẳng hạn như là cân bằng giữa việc nhà với những hoạt động khác ok và nhìn chung lại là cái việc mà giúp trẻ em tham gia vào là những cái việc nhà ấy thì giúp làm tăng cái cảm giác là thành tích này và tăng cái sự tự tin của trẻ em ok rồi đây là hai bài sắp xếp và cái bài sắp xếp hai cái bài sắp xếp này chúng ta cũng sẽ được cô hướng dẫn ở trong khóa pro ba m đây là những nội dung vẫn là rất là cơ bản trong đề thi mà chúng ta sẽ được cô hướng dẫn rất kỹ trong khóa pro ba m rồi sang cái bài này bài này thì cô sẽ chữa sau cho các bạn vì đây là cái nội dung mà cô sẽ chữa ở trong khóa pro m plus và đây là cái nội dung khó trong đề thi của chúng ta bây giờ cô chữa cái này chưa cái bài đọc điền này là cái bài mà cô sẽ hướng dẫn ở trong khóa programmer. Đây là nội dung mà programmer sẽ học. nhá. Thế đây cô sẽ có như sau này. Cái bài này là cái bài mà giống như chương trình những cái chương trình thi năm trước, y hệt chương trình thi năm trước. Saving energy is crucial for reasons. Tiết kiệm năng lượng thì rất là cần thiết cho lý do. Bây giờ lý do là danh từ số nhiều. Thì mình không thể dùng much được. Much cộng với danh từ không đếm được. Each và every cộng với danh từ đếm được số ít. Cho nên câu này mình dùng several, several đi được với danh từ đếm được số nhiều, và nó nghĩa là một vài. Tiết kiệm năng lượng rất là cần thiết vì một vài lý do sau đây thì mình thấy là đó cũng là một cái câu topic luôn của cái bài này. First, thứ nhất là này, nó giúp bảo tồn cái nguồn tài nguyên thiên nhiên chẳng hạn như là than đá, dầu mỏ, khí gas. Thứ hai là giảm cái sự tiêu thụ năng lượng thì sẽ làm giảm đi là những cái khí thải carbon của chúng ta, cái lượng khí thải carbon của chúng ta. Phải cái điều này Chỗ này mình có một cái mệnh đề rồi đúng không? Đấy, đứng sau một mệnh đề mà có dấu phẩy như này chắc chắn dùng which cộng với động từ dấu ít giúp cô này. Như ạ, câu này mình dùng cho cô là which cái mà which is essential for a healthier planet. Cái điều này thì nó rất là cần thiết cho một cái hành tinh khỏe mạnh hơn. Thứ ba là being environmentally gạch ngang. Chỗ này là một cái từ ghép, ghép giữa trạng từ chỗ này mình sẽ ghép với một tính từ giúp cô. Nó là cấu trúc tính từ ghép ạ. À. Ghép giữa trạng với tính thứ ba là being environmentally conscious. Đúng là dùng như cô tính từ conscious, rất là có cái nhận thức về môi trường. means making choices that support sustainability and minimize harm to the environment. có nhận thức về môi trường có nghĩa là mình đưa ra những quyết định mà nó sẽ hỗ trợ cho cái sự phát triển bền vững và nó sẽ giảm thiểu cái sự có hại đối với môi trường. using renewable energy sources such as solar and wind power. Can help achieve this goal. đó là sử dụng những cái nguồn năng lượng có thể tái tạo lại được chẳng hạn như là năng lượng mặt trời năng lượng gió có thể giúp đạt được mục tiêu này. gì đấy tiết kiệm năng lượng không những là có lợi cho môi trường mà còn tiết kiệm tiền điện thì đây rõ ràng là vẫn là thêm nữa đúng không hơn nữa thêm nữa đúng không ạ mình không phải là ví dụ nhá không phải là mặc dầu không phải là tuy nhiên mà là thêm vào đấy nữa là Đúng không ạ? Rõ ràng trường hợp này mình sẽ dùng cho cô là thêm vào đấy nữa là Đấy, đúng không? Thêm vào đấy nữa là nhé, Là gì? Tiết kiệm bảo vệ môi trường mà còn tiết kiệm điện này Bằng cách là thêm vào đây này Bằng cách là thực hiện đúng không? Adopt đi về rồi là thực hiện Những cái hành vi mà hiệu quả về năng lượng và các công nghệ hiệu quả về năng lượng thì các cá nhân và các công ty có thể đóng góp vào một cái tương lai bền vững hơn có thể chắc dùng sustainable hay gì Đấy, đúng chưa? Sustainable tức là bền vững hơn. Bao giờ người ta cũng nói đến là tương lai bền vững, phát triển bền vững đấy cái từ này này. Sustainability, đúng không? Sustainability. Cái này mình sẽ gọi là một cái sustainable future. Một cái tương lai gì? Bền vững. Cái mà rất là cần thiết cho cái sự phồn vinh của thế hệ hiện tại và mai sau. Đúng chưa? Neutral là nó gọi là gì ạ? Neutral người ta gọi là trung lập, trung tính, powered tức là hoạt động bằng cái gì ví dụ như là mình dùng là uh, hoạt động bằng uh, điện để bằng xăng gì đấy á uh. single use có nghĩa là dùng một lần cái từ này nó sẽ bằng với từ disposable nhé nghĩa là có thể vứt bỏ đi được tức là những cái dùng một lần thì câu này mình dùng cho cô từ sustainable tức là bền vững đấy cái bài này là cái bài dễ hơn bài dễ hơn nhá và mình học trong chương trình programmer rồi một cái bài cuối cùng mà cô cũng sẽ hướng dẫn trong chương trình programmer đó là bài đọc hiểu năm câu của chúng ta nhá yeah. Để đọc hiểu 5 câu của chúng ta này chúng ta sẽ có như sau Đó là gì? Câu 29 nó là đoạn văn này chủ yếu là thảo luận về cái gì? Cái từ ruins trong đoạn văn số 1 thì sẽ gần nghĩa nhất với từ gì? Cái từ dâm thì sẽ là đề cập đến cái gì? Câu 32 đó là theo đoạn văn số 3 thì cá có thể là bị chết từ cái việc là bị mắc kẹt trong cái gì? Và ý nào sau đây thì là không đúng theo đoạn văn? Chúng ta cùng dịch bài với cô nhé nếu như bạn đi bộ vào trên những con đường và nhìn thấy người ta vứt một cái chai nhựa trên đường thì bạn có thể là bực mình nhưng bạn sẽ phản ứng như thế nào cùng một cách khi mà chúng ta nhìn thấy mọi người vứt rác thải vào đại dương tất cả chúng ta đều biết rằng là rác thải thì hủy hoại môi trường trên đất nhưng mà chúng ta thường quên mất cái ảnh hưởng mà nó có thể có lên môi trường chẳng hạn như là biển sông hay là hồ ruins là phá hủy ruins sẽ gần nghĩa nhất với lại gì damages supports replaces hay là covers thì ruin sẽ là phá hủy nó phải bằng với từ damages đúng không? support là hỗ trợ thì không đúng rồi đúng không replace là thay thế đúng không covers là bao phủ thì rõ ràng là câu này mình sẽ dùng cho câu từ damages đúng chưa rồi vậy bài này nói là bài này đang nói về cái chuyện đó là gì đấy ạ đó là mình nói về cái cái việc mà vứt rác rubbish vào trong biển đúng không? thứ nhất là ô nhiễm nước thì trông rất là tệ hại nhiều bãi biển đẹp đã trở nên là bao phủ trong rác khi mà bất kể cái gì chúng ta vứt ra vào rác thì nó sẽ bơi nó sẽ bắt đầu gọi là gì đấy cập vào đất liền ngay cả những cái sông hồ là đều có những cái túi ni lông và chai nhựa nổi lềnh phềnh ở trên chúng chúng ở đây chính là trong những cái sông hồ này đúng không vậy dầm đây chính là rivers and lakes Thứ hai là rác có thể gây tổn thương cho các loài động vật và chim mà sống ở trong nước hoặc là cạnh cái nguồn nước. Nếu như họ, nếu như chúng mà nhìn thấy một cái chai nhựa thì chúng nghĩ có thể là đồ ăn. Tuy nhiên khi mà chúng thử và ăn cái chai nhựa này thì nó sẽ mắc, kết, mắc kẹt ở trong miệng và dạ dày và ngăn cho chúng là không ăn được cái gì khác nữa. Những chai nhựa cũng có thể là sẽ khiến cho những con cá heo là không thở được và đôi khi những cái thuyền đánh cá thì để những cái mẩu lưới đánh cá lại phía sau ở trong nước. Cá có thể mắc kẹt ở trong những cái này và chết. Rồi. Vậy là theo đoạn văn số 3 là cá có thể chết vì mắc kẹt trong cái gì ạ? Cá có thể chết vì nó mắc kẹt trong những cái này Tức là trong cái gì? Thuyền đánh cá để lại những cái mẩu cá, mẩu lưới này phía sau Cá nó mắc kẹt trong những cái này Thì những cái này chính là cái cái bits of fishing nets Đúng ạ? và cuối cùng mọi người quên về những chất hóa học mà nằm ở trong nước điều này rất là tệ cho cả cá và thực vật nếu như bạn ăn cá mà có chứa những chất hóa học này thì bạn cũng có thể bị bệnh kết luận lại là chúng ta cần phải lo ngại về ô nhiễm nước nhiều như là chúng ta quan tâm về đất hoặc là không khí chúng ta tất cả chúng ta nên bảo vệ sông hồ và biển sông hồ và nhớ là phải, phải mang rác theo chúng ta không được vứt lại đấy đúng không ạ đoạn văn này chủ yếu nói về cái gì và bản đây là cái sự nhận thức cộng đồng tăng lên về cái sự ô nhiễm. Nó ra là không đúng rồi. Đúng chưa? Bởi vì là tăng lên đâu mà tăng lên, tăng lên đang lo ngại ấy chứ. Đúng không ạ? Tăng lên thì không đúng rồi này, cái tăng lên không đúng này. Phương pháp được ưa chuộng hơn của việc bảo vệ những loài sinh vật biển, phương pháp ưa chuộng hơn là phương pháp gì? Chả có phương pháp gì ở đây cả? Người ta đang bảo là không vứt rác vào nước cơ mà. Tác động có hại của rác thải lên môi trường biển là đúng, và đang nói về những cái tác động, đúng không? đây này Thế mình quên mất đi cái tác động mà rác thải có thể có lên môi trường với tác động ở đây là gì? Thứ nhất là ô nhiễm nước, thứ hai là gây hại cho loài động vật, rồi là nói về những chất hóa học gây bệnh cho con người đúng không? Như vậy nó là những cái tác động gì đấy? Những tác động có hại đúng nhỉ? Của rác thải này lên môi trường nước này. Nhưng cách hiệu quả để giảm cái việc mà bao đóng bao bì bằng ni lông thì cách hiệu quả không phải bài này không nói về những cái cách hiệu quả để mà giảm đóng bao bì ni lông nha. Câu 33 ý nào sau đây là không đúng theo đoạn văn này Đoạn văn A Đó là khi mà bị ăn bởi những cái loài động vật và chim biển thì rác này, này Có thể đe dọa đời sống của nó là đúng này Nếu mà ăn vào là nó không thở được rồi là nó các thứ này Khi mà giặt vào bờ thì rác có thể là hủy hoại đến vẻ đẹp của nhiều bãi biển đúng đúng không? Đây này Đây này Rất nhiều bãi biển đẹp là bây giờ ngập trong rác đúng không? thì không đúng này thì là thì là cái này là đúng này nó phá hủy đi cái vẻ đẹp này đáp án C là mọi người ăn cá mà có chứa này thì không có nguy cơ bị bệnh trời ơi không đúng quá chưa leo leo nhưng chưa không có nguy cơ bị bệnh là sai rồi đúng không trời ơi, câu này dễ đúng không chất hóa học chứa trong rác có thể là gì gây hại là đúng này đó rồi, như vậy câu không đúng ở đây chắc chắn là đáp án C nhá. Đọc cái câu lên này đã thấy nháy rồi. Này, bây giờ là hết cái chương trình Pro 3M là chúng ta học được tất cả những nội dung vừa rồi. Bây giờ mình quay lại cái mà hai cái bài khó hơn là mình sẽ có 13 câu khó hơn này. Là bao gồm có một cái bài đọc 6 câu này. Là cái bài đọc mà nó sẽ là khó hơn mà cô sẽ hướng dẫn chúng ta nhiều hơn ở trong chương trình Pro M Plus. Đấy ạ. nó khó hơn ở chỗ là các con nhìn nhá, đáp án nó không phải một từ nữa nó là cả câu kiểu như này. Có rất là nhiều bạn sợ cái dạng bài này. Đấy, nhưng mà tất nhiên là học sinh cô mấy phương thì không sợ rồi Đấy, sao phải sợ Chỉ cần học cho kỹ là được chứ gì phải sợ Còn cái bài này nhiều bạn sợ này Là bài đọc hiểu 7 câu Giống như chương trình cũ Và cái bài này vẫn luôn luôn là cái bài mà để phân định xem là bạn nào được 9, bạn nào được 10 vì bài này nó dài hơn, là nó khó hơn Với những câu từ câu 34 cho đến câu 40 Tức là mình có 7 câu hỏi theo cái dạng gọi là bài đọc hiểu khó hơn Và cái này cô cũng hướng dẫn kỹ hơn ở trong khóa Pro M Plus như vậy như vậy này để các con nhìn thấy là với những bạn nào mà chúng ta học để lấy 8 điểm thì chúng ta học cho cô chương trình pro mở, nhá. Là mình sẽ hiểu 8 cộng đấy, là mình học pro -Bammer. Còn những bạn học Pro Plus thì là mình sẽ học cái chương trình gọi là nâng cao hơn tức là mình học khoảng hai cái bài khó này mình sẽ học cho cô hai cái dạng bài khó này này học từ vựng rồi mình cần từ vựng để làm được nhiều đọc điền đọc hiểu mình cần phải tập dịch rất là nhiều luôn cho nên là promo plus sẽ tập trung vào hai cái bài khó này và luyện giải đề sớm đúng chưa trong cái phần luyện giải đề sớm thì mình cũng sẽ ôn tập lại tất cả những phần còn lại ở trong khóa pro mà promo học kỹ nhá còn nếu như là con học cả combo luôn là là combo Pro problem plus là mình sẽ gọi là phủ kín đề thi và mình cũng học đủ sâu để mình đạt chạm tới 10 điểm luôn đấy và bây giờ là cái thời gian bây giờ còn nhiều thì các con đăng ký học sớm cho cô hai cái khóa này của cô nhé combo pro 3 m và pro plus và đăng ký combo cả hai combo này chúng ta sẽ được tặng sách ạ một trong hai combo không thôi thì mình không được tặng sách nhưng mà cả hai combo là mình sẽ được tặng sách ok chưa rồi bây giờ cô sẽ chữa chúng ta cái bài khó này Đấy, hai cái bài khó của chương trình pro m này nhé rồi uh, đây là cái chương trình gọi là livestream để chúng ta ôn uh, thi khảo sát chất lượng đầu năm thì cô sẽ chữa cả hai bài này còn thông thường là chương trình livestream ở trên page thì uh, cô sẽ không chữa hết được full 40 câu hỏi của đề thi mà cô sẽ thường là chỉ chữa hết chương trình của programmer thôi đấy là để chúng ta nắm được này còn programmer plus và những cái chương trình và một số những cái nội dung độc quyền là ở trong khóa còn hôm nay thì cô chữa hết luôn chúng ta theo dõi cô chữa bây giờ các câu từ câu 18 trên câu 23 nhé rồi, chúng ta sẽ cùng xem với cô xem là cái bài này nó khó như thế nào nhá Khó hay dễ ạ? Thực ra thì có rất là nhiều bạn nói rằng là Khi mà con làm ấy, thì con thấy nó khó Nhưng mà khi xem cô chữa thì con thấy nó cũng bình thường <laughs> Và đây là cái câu mà cô muốn, gọi là cô mong đợi nhất Nó là những cái câu như thế, thấy không ạ? Rồi, con người có nhiều những tác động tiêu cực lên môi trường phải đe dọa đến cái sự cân bằng mỏng manh của hệ sinh thái trên trái đất đúng không ạ một cái tác động quan trọng đó là cái nạn chặt phá rừng phải cái gì đấy là bị chặt quang để làm nông nghiệp một cái tác động quan trọng là cái sự chặt phá rừng cái mà nhiều cái khu vực rừng rộng lớn bị chặt quang cái mà hay là nơi mà Bây giờ là cái quan trọng đó là which hay là where Bây giờ mình nói là nó là cái nạn chặt phá rừng Cái mà Cái mà em phải không ổn lắm Không không ổn lắm bởi vì là Cái mà những cái khu vực rừng rộng lớn Được chặt quang để làm lông nghiệp Thì cái mà ở đây nó không có liên quan gì Cái câu này nó là cái câu đủ rồi Một cái chủ ngữ với một cái động từ như này Nó đã đầy đủ rồi thì mình không cần dùng which Which là khi mà Nó sẽ là, là which làm chủ ngữ Hoặc nó làm tân ngữ cho một cái gì đấy ở trong câu chứ còn một cái câu đã đủ như này rồi thì mình nên dùng where nơi mà nơi mà tức là trong cái việc này này in which tức là trong cái việc mà deforestation này này thì là rừng là sẽ một cái 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 diện tích lớn của rừng đúng không ạ mình sẽ dùng từ vast areas of forest một cái lượng diện tích lớn của rừng là bị chặt qua where vast areas of forest are cleared for agriculture logging and urban development Yeah, chặt quang cho nông nghiệp này chặt lấy gỗ này và phát triển đô thị gì đấy này loss of biodiversity and disruption of crucial ecosystem services cái gì đấy xong rồi phẩy rồi chúng ta có một cái danh từ đó là mất đa dạng sinh thái và này sự rối loạn của cái hệ sinh thái thì bây giờ sang một cái câu mới là câu này có dấu chấm rồi sang một câu mới câu mới này mình không thể dùng as được bởi vì as nó sẽ tạo nên là một cái mệnh đề và phía sau mình cần một mệnh đề nữa mà phía sau này của chúng ta không có mệnh đề không còn mệnh đề cho nên không dùng as được leading to thì nó lại không có động từ câu này bị thiếu động từ còn đáp án đi mình có là cái mà dẫn đến cái này cái mà dẫn đến cái này thì lại thiếu cũng thiếu động từ của cái word này. Cái mà dẫn đến cái này thì làm sao? Trên câu này mình chọn đáp án B đó là cái điều này dẫn tới cái này cái này và cái này thì đúng hơn. Mình sẽ có là N1, N2, N3 nhá. Điều này dẫn tới này, cái sự phá hủy môi trường sống này, sự mất đa dạng sinh thái này và sự rối loạn của hệ sinh thái toàn cầu và của hệ sinh thái rất là quan trọng. Như vậy là cái điều này dẫn đến thì cái điều này ở đây chính là cái điều người ta nói đến ở phía trước Đó chính là cái cái chặt rừng đúng không? Và chặt phá rừng này dẫn tới cái gì? This leads to Dẫn tới cái này, cái kia và cái kia Đúng không? N1, N2 và N3 Cái câu này mình phải học kỹ về mệnh đề thì mình mới làm được Cái phần này là cái phần mà mình phải học kỹ về mệnh đề Ngữ pháp về mệnh đề nhé rồi tiếp tục giúp câu sang câu số 20 này thêm vào đấy nữa là cái sự ô nhiễm từ những hoạt động công nghiệp nông nghiệp và uh, vứt rác này thì làm ô nhiễm đến không khí nước và đất phải đấy giờ, cái này mình có là cái sự ô nhiễm này là cái chủ ngữ này và động từ chúng ta là contaminate một mệnh đề ở phía trước rồi thì sau dấu phẩy này mình có thể dùng which cộng với động từ số ít hoặc là bop in đấy. dùng which cộng với động từ số ít hoặc là vô binh. Đấy, Câu này thiếu which. và câu này mình dùng vô binh để ham mình. nó sẽ là gây hại cho cái đời sống gì hoang dã và sức khỏe con người. cái điều này này. nó sẽ gây hại cho đời sống hoang dã và sức khỏe con người. ok biến đổi khí hậu. phần lớn là bị đưa đẩy là bởi hoạt động con người chẳng hạn như là đốt những cái nhiên liệu hóa thạch và chặt chặt phá rừng. thì làm trầm trọng thêm những cái sự kiện thời tiết cực đoan làm biến đổi hệ sinh thái cái này mình có động từ thứ nhất Exacerbates, mình có động từ thứ hai Alters, thì sau an này sẽ đến động từ thứ ba Theo dạng thức liệt kê, động từ cũng ở dạng số ít And threatens vulnerable species Và đe dọa đến những cái loài mà Gọi là Dễ bị tổn thương Những cái này Những tác động này Thì một cách tổng hợp lại Nó sẽ đóng góp vào cái sự đi xuống của môi trường Đe dọa cho cái gì Đe dọa cái gì ạ à? Đe dọa đến cái gì ạ à? đe dọa đến cái uh, sự gọi là cái sự khỏe mạnh hiện tại của thế hệ tương lai của gì vậy cái sự khỏe mạnh hiện tại và tương lai của thế hệ không đúng này sự khỏe mạnh tương lai của thế hệ hiện tại hay là đến cái sự khỏe mạnh của các thế hệ hiện tại và tương lai thì rõ ràng phải đáp án đi đúng không nó sẽ đe dọa đến cái sự phồn vinh cái sự khỏe mạnh của các thế hệ hiện tại và tương lai và nó sẽ làm gì đấy và nó sẽ đòi hỏi những cái hành động cấp bách để mà giảm nhẹ cái gì mitigate đây là loại bỏ giảm nhẹ giảm nhẹ cái gì giảm nhẹ cái gì ạ mitigate cái gì ạ giảm nhẹ giảm nhẹ nó giảm nhẹ của họ giảm nhẹ chúng hay là giảm nhẹ của nó của nó thì của họ không đúng rồi nên là giảm nhẹ nó hay giảm nhẹ chúng ạ bây giờ mình sẽ nói rằng là gì nó đóng góp vào cái sự hủy hoại về môi trường đe dọa đến cái sự phồn vinh của thế hệ hiện tại và tương lai và đòi hỏi cái hành động khẩn cấp để mà giảm nhẹ cái gì ạ à? giảm nhẹ cái này này giảm nhẹ cái environmental degradation tức là giảm nhẹ nó đúng không ạ nó hay là chúng nhỉ những tác động này cái này là phải là giảm nhẹ những tác động này chứ đúng không Đấy các bạn để ý kỹ xem người ta nói gì nhá Đòi hỏi cái hành động cái khẩn cấp Để mà giảm nhẹ những tác động này Ờ tác động này thì nó phải là them đúng không các bạn Nó phải là them yeah. Mitigate yeah. Nghĩa là giảm nhẹ Giảm nhẹ những cái tác động này thì nó phải là them And mitigate them Rồi thấy khó không ạ Hơi khó một tí Nhưng mà nếu như mà Mình uh, chịu khó học trong khóa của cô Đặc biệt là trong khóa Promo Plus cái này uhm. Làm đến khoảng 100 bài như này thì sợ gì đúng không tưởng như nào chứ không có sợ gì hết nha cái quan trọng ở đây là cái sự kiên trì mà riêng cái sự kiên trì thì cô trò mình là vô địch rồi đúng chưa cho nên là mình không có phải lo lắng gì cả còn bây giờ cô ấy chữa sang cái bài này là vẫn như mọi khi các anh chị các khóa trước cũng vẫn phải làm cái bài này đó là bài đọc điền bảy câu hỏi chúng ta sẽ cùng chữa bài với cô nhé và bài này cũng là được học rất là nhiều chúng ta sẽ được học rất là nhiều trong khóa pro plus rồi câu 34 đó là đoạn văn này thảo luận về cái gì vẫn là một câu hỏi main idea vẫn là câu hỏi main idea này đi này này đi là mình có ở cả bài đọc 5 câu hỏi lẫn 7 câu hỏi Từ it đề cập đến cái gì Rồi từ slightly của chúng ta là gần nghĩa nhất với cái gì Slightly chỉ nghĩa là một ít thì gần nghĩa nhất với lại là A little thì chắc chắn rồi gì nữa Thế là văn số 2 thì các bạn tuổi teen Có khả năng là sử dụng điện thoại thông minh để làm gì Ý là sau đây là không đúng theo đoạn văn yeah. Còn từ aggravate nghĩa là gì? Nó trái nghĩa với gì Nhớ là chỗ này mình có một câu hỏi trái nghĩa này Trái nghĩa với từ gì? Một đằng là làm tồi tệ thêm Đúng không? Thì trái nghĩa với nó sẽ là gì? Ok Và câu 40 là mình có thể suy luận ra được cái điều gì từ đoạn văn Rồi bây giờ mình sẽ cùng dịch bài với cô nhé Điện thoại thông minh đã hủy hoại một thế hệ ư Jean Swinge một cái giáo sư này ở cái trường này đã hỏi trong một cái cuốn sách gây tranh cãi đó là cuốn iGen này. Trong cuốn sách thì bà tranh luận rằng những đứa mà những bạn mà sinh sau năm 1995 thì đang đối diện với một cái cuộc khủng hoảng về sức khỏe tinh thần, thể cũng gọi là sức khỏe thần kinh ấy. Và bà tin rằng là nó nó tức là cái cuộc khủng hoảng này có thể được liên kết với là việc là lớn lên với lại cái mũi dúi và màn hình. Nó ở đây chính là cái cuộc khủng hoảng này. Đấy ạ, mình làm được luôn, mình làm luôn. Và cái nghiên cứu mới nhất của bà đã cung cấp nhiều sự hỗ trợ hơn, ủng hộ hơn về cái kết nối này cho thấy rằng các bạn tuổi teen người mà dành nhiều hơn 1 đến 2 tiếng một ngày tương tác với lại là cái thiết bị điện tử thì ít hạnh phúc hơn về mặt trung bình ấy Sơn với những người mà có nhiều thời gian tương tác với lại là những người khác. Kết luận của bà Tuy này thì đã nấy ra những cái chỉ trích trong quá khứ. Một số người đã uh, buộc tội là cái cái Cơ nghiên cứu của bà là gọi là quá đơn giản hóa hoặc là phớt lờ đi những cái dữ liệu mà có thể là sẽ nói một câu chuyện là khác đi một chút thì khác đi một chút đúng không cái từ slightly này của chúng ta này. đó là, đó là cái gì đấy khác đi một chút đúng không ạ thì slightly đây chính là a little Thì nhận ra rằng là cái nghiên cứu của bà đã gợi ý là chỉ là kết nối giữa việc sử dụng màn hình và sức khỏe về tâm lý một cái giải thích có thể ra ở đây đó là bọn trẻ con mà chạy đến màn hình để chạy gọi là giải thoát khỏi những thứ trong cuộc sống mà đang khiến cho chúng không vui tuy nhiên khảo sát này lại không nói rằng là liệu là cái việc mà dành thời gian trên màn hình này có trực tiếp là thay đổi cái sức khỏe tâm trí của các bạn tuổi tin hay không thì cái nghiên cứu này chỉ ra với cái nhà nhân chủng học là Melinda Gates ba đứa con của bà thì đã sinh ra sau năm 1995 thì đã viết trong tờ Washington Post điện thoại và app thì không xấu hoặc cũng không tốt bản thân nó nhưng mà đối với những cái bạn thanh thiếu niên những người mà vẫn chưa có cái công cụ cảm xúc để mà vượt qua những vấn đề trong cuộc sống thì uh, chúng có thể là sẽ gì đấy những cái khó khăn của cái việc trưởng thành tức là chúng sẽ làm tồi tệ thêm ở Gravet đây tức là làm tồi tệ thêm thì trái với làm tồi tệ thêm thì có thể là sẽ là gì ạ một đằng là làm tồi tệ thêm một đằng sẽ là làm giảm bớt đi đúng không giảm bớt đi những cái khó khăn và cùng lúc đấy bà nói rằng là con Bọn trẻ con đang học cách là gì đấy Đang học trên những thiết bị này Và đang kết nối theo những cách mà chưa từng có Những cái nghiên cứu khác Đã phát hiện ra kết nối giữa mạng xã hội Và cái sự cô lập và Những cái sự yêu thích này Kích thích cái hệ thống thưởng của bộ não Một số phân tích đã chỉ ra rằng Là cái việc sử dụng là thường xuyên gọi là tương đối là trung bình ấy, của những công nghệ này thì bản thân nó là không có hại và thậm chí có thể là sẽ cải thiện cái khả năng xã hội của trẻ con của trẻ em cũng như là xây dựng cái sức mạnh về cảm xúc không còn nghi ngờ gì nữa là những người dành nhiều thời gian trên những trên những cái thiết bị này và cái công nghệ đó thì đang có những tác động lớn lên cả trẻ con lẫn người lớn giống nhau. Và những cái này là những cái thiết bị thực sự rất là quan trọng và đã thay đổi cuộc sống của chúng ta theo nhiều cách Không phải là chỉ là cho những cái điều tồi tệ hơn đâu mà là cho những điều tốt đẹp hơn Là cái bà này là bà lại nói này Nhưng mà nghiên cứu gần đây nhất thì đang nhìn trực diện vào công nghệ Và muốn nó là một cái vật tế thần Ở đây mình có cái từ scapegoat này là vật tế thần Vật tế thần nó nghĩa rằng là gì? Phải có một cái gì đấy để đổ tội Tất cả mọi thứ là đổ dội vào mày hiểu không ạ? Mày chính là Thủ phạm <laughs> Và đổ lỗi cho những cái thiết bị Những cái thiết bị này Đổ lỗi cho tất cả mọi thứ luôn Nào là sức khỏe tiền thần kinh Rồi thì là Các thứ, các thứ, các thứ Là có một cái vật tế thần Đúng ạ? Nên cái từ scapegoat này Nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn Cái ưu đoạn cuối này Đúng không? Rồi, vậy bài này nói về cái gì? Bài này nói về cái gì ạ? Đây mình có là Các bạn A là những cách thực tế để ngăn các bạn tuổi tin không nghiện công nghệ thì không đúng như cách gì mới được ý trong bài này không có đưa ra được những cách thực tế cách thực tế là cách nào chả có B, lý do đằng sau là lý do đằng sau cái cuốn sách của một giáo sư và những cái chỉ trích gọi là uh, những cái bình luận phê bình về nó lý do đằng sau thì thực ra trong này không có lý do đằng sau tại sao bà này bái viết cái, cái cuốn sách tranh cãi này mặc dù là có comment có comment nói đến trong bài nhưng mà không nói đến lý do đằng sau đấy ạ những quan điểm khác nhau về những tác động liên quan đến um, gọi là cảm xúc đúng không à, những tác động về tâm lý của công nghệ này các bạn tuổi tin là đúng người ta có những cái different views đúng không cái bà melina gates này thì bà ấy nói thế này mà cái người này thì nói thế này mà cái người bà Trinh này lại nói thế kia đúng không rồi là những cái nghiên cứu này lại nói thế kia tóm lại là những cái quan điểm trái chiều đúng chưa về những tác động về tâm lý này là đúng nha. và người ta nói rất là rõ về tác động tâm lý chứ không phải là về những cái khác. tất cả những cái này đều là tác động tâm lý, đúng không? emotional. rồi là cái này thì là nói về là cái psychological, đúng không? Đấy. rồi là cái này là mental health, đúng chưa? cho nên là cái này mình thấy là nó đang nói về cái tác động về tâm lý nhé. sức mạnh của công nghệ thông minh để mà thay đổi tích cực não của trẻ, của các bạn tuổi teen. Thì sức mạnh thay đổi tích cực thì không đúng người ta đang nói về những cái quan điểm trái chiều về tác động về tác động về tâm lý đúng chưa Ờ thế thì bây giờ tiếp tục sang cái câu số 37 của chúng ta nhá là câu số 37 của cô đó là theo đoạn văn số 2 các bạn tuổi teen có thể sử dụng smartphone để làm gì ở à, đây theo đoạn văn số 2 ở đây mình nói rằng là gì đấy một cái giải thích có khả năng xảy ra ở đây là những bạn trẻ đấy chạy đến màn hình để thoát khỏi những điều trong cuộc sống mà khiến cho họ không vui. Đấy không? Chứ chưa chắc đã là, là lên mạng đã là, là buồn mà để tránh cái buồn trong thực tại. Đúng không ạ? Cho nên ở đây sẽ là đáp án A nhá. Tránh những cái tình huống không vui. Câu 38 nó là ý là sau đây là không đúng theo đoạn văn. Đáp án A chúng ta sẽ có là cái tuyên bố của Trinh về cái ảnh hưởng của việc sử dụng màn hình trên các bạn tuổi tin thì là không có ai thử thách cả, tức là không có ai phản đối cả, thì cái này không đúng rồi đúng không, cái này không đúng luôn rồi cái của Truy ở đây là, 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 người ta phản đối đấy chứ, này, đã gì đấy, gặp phải những cái chỉ trích, một số người ấy buộc tội đây là quá đơn giản hóa hoặc là xem thường những cái dữ liệu mà có thể là sẽ nói một câu chuyện khác đi, đấy ạ, thì nếu như mà mình nói rằng là nó không được challenge, tức là nó không được ai thử thách hoặc là không được ai phản đối thì là không đúng, Đáp án B đó là Gates Bà Gates đã nói rằng là các bạn thời trinh đang sử dụng công nghệ để tương tác theo một cách mới Thú vị là đúng bởi vì trong bài dùng từ novel Đấy ạ Đáp án C đó là theo Linhart Thì những thiết bị công nghệ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta Là đúng đúng không ạ Đúng không? Theo Linhart Hát thì ở đây là gì đấy? Một thiết bị quan trọng đã thay đổi cuộc sống của chúng ta theo nhiều cách thì chứng tỏ là đóng vai trò quan trọng. Là đúng này. Đấy, rồi và đáp án đi đó là cuốn sách của trên là ai trên đã tạo ra rất nhiều những cái thảo luận và tranh cãi là đúng đúng không Đấy, một cái cuốn sách người ta dùng cái từ đó là controversial một cuốn sách gây tranh cãi và câu cuối cùng của chúng ta nhé câu 40 đó là ý nào sau đây có thể được suy luận ra từ đoạn văn này đáp án a đó là cái bằng chứng của công nghệ là chịu trách nhiệm cho chất lượng của cái sức khỏe tinh thần của các bạn tuổi teen thì vẫn là vẫn là chưa được kết luận dạ, cái này là cái mà mình vẫn chưa kết luận được thì cái này đúng không ạ đúng luôn là gì nữa đúng không người ta nói rằng là gì đấy đúng luôn này để chưa người ta gì đấy ạ? người ta nói rằng là không còn nghi ngờ gì nữa là mọi người dành nhiều thời gian hơn cho những thiết bị này đúng không ạ và công nghệ là có tác động quan trọng lên cả là cả trẻ con lẫn cả người lớn giống như nhau Thế nhưng mà cái nghiên cứu đây là đang nhìn vào công nghệ và muốn nói như một cái vật tế thần có nghĩa rằng là nó sẽ gọi là gì đấy ạ? Một cái vật tế thần nó nghĩa rằng là nó chỉ là đổ lỗi lên nó thôi chứ chưa chắc nó đã là cái thủ phạm chính. Vật tế thần nó nghĩa là như thế. Đấy, cho nên là nó là vẫn chưa kết luận được là đúng. Đấy chưa kết luận được là nó là tốt hay là chưa tốt. Tan bi là chỉ có một lời giải thích có thể xảy ra cho cái kết nối giữa smartphone và cái sức khỏe tinh thần đi xuống các bạn tự tin thôi là không đúng nhá. Một lời giải thích thôi là chỉ có một cái thôi là không đúng đúng không ạ? Rồi đáp án C là các bạn tuổi teen mà vẫn chưa sẵn sàng cho những cái thử thách trong cuộc sống thì không nên sử dụng trong bài không nói là mình không nên sử dụng nhé trong hơn 2 tiếng một ngày trong bài không nói cái ý này như vậy cả nhé đáp án D là hành động ngay lập tức cần phải thực hiện để khuyến khích việc sử dụng công nghệ thông minh cho mục đích giáo dục <laughs> thực hiện hành động ngay để khuyến khích việc sử dụng cái này cho giáo dục thì không đúng người ta không có ý này trong bài nói về cái này cả thế là câu này phải là đáp án A này và bài này là cái bài khó trong đề thi của chúng ta nhé Được chưa? Đây là bài khó nhất trong cái đề thi này của chúng ta Và với cái bài toàn bộ cái đề ngày hôm nay Thì đây là nguyên một cái đề mà chúng ta sẽ được cô hướng dẫn rất nhiều những cái đề như này ở trong khóa Đấy chưa? Đấy, nếu mà chúng ta mua combo Pro M Pro Plus Thì mình sẽ phải học lên đến cả 50 đề Thậm chí là hơn Nhất là chương trình VIP 90 mình cũng sẽ có đến tận khoảng 20 đề nữa Đấy là khoảng 70 đề thì phải nói là cực kỳ là chất lượng luôn Chưa kể là còn rất nhiều những cái bài mà cô sẽ giảng kỹ chúng ta hơn về Là cái cách thức làm sao để mình có thể xử lý tốt cái bài thi Bài thi nhìn có vẻ dài, nhiều đọc điền, nhiều đọc hiểu như thế này Nhưng mà nếu như chúng ta vào khóa học Mình sẽ cảm thấy rằng là thực ra nó dễ được 10 hơn so với mọi năm Ok, còn để mà kiểm chứng điều đấy thì các con vào khóa con học Tất nhiên với một cái chương trình học như này Cô phải cũng muốn là các con phải chắc chắn rằng là Môn này là môn cần chăm chỉ, đúng không? có thể là không cần các con là phải thông minh đâu, nhưng rất cần chăm. Nếu như các con chăm yêu cô Mai Phương mỗi ngày, ấy, mỗi ngày dành thời gian ra yêu cô Mai Phương, chắc chắn là điểm ca 10 thì không dám hứa nhưng mà 9 cộng là chắc chắn luôn. Rồi nhưng mà nhất định là phải dành nhiều thời gian cho cô mới được. Rồi à, cô sẽ lại các con cho các buổi học tiếp theo nhé. Cô Mai Phương cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con ạ.